Cụ thể là đại diện nhà sản xuất bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, bà Dung Bình Dương có thể sẽ khởi kiện cặp đôi diễn viên chính ngay sau khi phim hết chiếu. Bà cho hay là trong hợp đồng, diễn viên phải có trách nhiệm giữ hình ảnh, không ảnh hưởng xấu đến phim. Bà cũng khẳng định là sẽ không bao giờ hợp tác với hai diễn viên này trong các dự án tiếp theo. Về phía nhà sản xuất thì cũng chia sẻ rằng là sẽ không có chuyện phía làm phim dựng nên một kịch bản như thế cho cặp đôi diễn viên chính. Trước thông tin này thì quản lý của An Nguy cho biết là quan điểm của mình là khi nào kiện thì chúng tôi mới tính tiếp. Đồng thời khẳng định là trong thời gian hiện tại phía An Nguy sẽ không trả lời bất cứ thông tin gì liên quan đến phim hay là Kiều Minh Tuấn để không gây ảnh hưởng nào cho phim.